đã quay trở lại với kênh Lê Nhật Di. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng lò vi sóng nướng. Đối với lò vi sóng nướng thì nó có hai nấm, đó là nấm công suất và nấm thời gian. Đối với nấm công suất thì lò vi sóng thì nó có ba cấp độ, đó là thấp, trung bình và cao. Và thời gian thì theo thời lượng các bạn mua thức ăn của các bạn. Đối với các bạn hôm nay thức ăn thì bạn chọn là 5 phút. Và khi nó kết thúc thì nó sẽ hiện một tin như thế này là các thức ăn đã chín. Và đối với cái độ rã đông thì tùy thuộc vào lượng thức ăn của các bạn. Khi các bạn chọn cái rã đông thì các bạn chọn cái bông tiết như thế này. Rồi và tùy thuộc lượng thức ăn của bạn, ví dụ như 0.2kg thì nó khoảng 3 phút. Khi kết thúc nó sẽ hiện một cái tiếng tin như thế này. Và khi các bạn chọn nướng thức ăn thì các bạn tùy thuộc vào lượng thức ăn của bạn, bạn chọn dặn vào 20 phút nha các bạn. Và khi kết thúc nó sẽ hiện một tiếng tin như thế này. Rồi các bạn lưu ý giúp mình nha, khi các bạn chọn lò vi sóng thì các bạn hãy lấy thủy tinh cái kim loại này ra, nó có hai cái, đó là lấy kim loại này ra. Còn khi các bạn chọn nước thì bạn lấy thủy tinh ra giúp mình nhé, để trừ trường hợp đó là cháy nổ và khi thủy tinh lấy ra để khỏi ảnh hưởng đến thức ăn của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và các bạn nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình nha.